谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。Mô Y Đà Phật, chúng con nhật ý kính đảnh lễ cho Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và xin thân ái. Kính chào quý khán thính giả của Đài IBC. Chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Điều Ngự sẽ giảng dạy những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua Kinh Pháp Cú. Chúng tôi hy vọng qua sự chia sẻ và giảng dạy của Thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật Pháp để có đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị lắng lòng theo dõi chương trình. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào Thầy ạ. Xin Đạo Phật xin chào cô Nhật Ý và chúng con xin đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch Thầy, trong bộ Kinh Pháp Cú phẩm 24 đó là phẩm ái dục, bài kệ 340 con xin đọc như sau. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Dạ, kính bạch Thầy, thì mong Thầy nhắc lại nhân duyên gì mà Đức Phật thuyết lên bài kệ này. Thưa quý vị, như chúng tôi trình bày hôm trước là Đức Phật thấy một con heo nái đứng ủi đất, cho nên Đức Phật mỉm cười và Đức A Nan mới hỏi Đức Phật như thế nào, tại sao ngày hôm nay có cái sự mỉm cười như vậy. Thì Đức Phật mới nói về cái nhân duyên là cái con heo ngoài hồi trước kia, nó từ con gà nó sanh làm người, nó sanh lên gói trời, rồi bây giờ hớt phước sanh làm con heo trở lại. Mà từ đâu nó có? Từ cái không có đoạn được cái tham ái, tức là cái ái dục, cái ham muốn của mình, cái yêu thích của mình, đắm đuối của mình trong cái vấn đề này, vấn đề khác, từ tiền bạc, con cái hay là vợ chồng vân vân, của cải, cho nên mới luân hồi trong sanh tử, từ địa ngục lên súc sanh, từ súc sanh tới người, tới trời vân vân, là cứ xoay chuyển trong cái vòng lục đạo như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy cái bài hôm trước, tức là 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Và Đức Phật Ngài dạy từ đó là dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Ngài muốn rằng tất cả những người học Phật, đệ tử của Phật như chúng ta, hãy dứt trừ khi mà cái tham ái nó khởi lên, cái ái dục nó khởi lên. Và cái ái dục nó khởi lên thì chúng ta nên dứt trừ, cái móng tâm nó vừa khởi lên thì chúng ta nên dứt trừ, đừng có để nó cho nó bò, nó tràn như một cái dây leo xa lên thì chúng ta khó có thể dứt được. Cho nên Đức Phật mới dạy cho tất cả các cái hàng đệ tử, khi chúng ta hưởng tất cả cái phước đã hết thì cái nghiệp báo và tiền kiếp nó sẽ tái sanh lại cái thân hình của chúng ta giống như con heo như vậy. Cho nên cái nghiệp lành và nghiệp dữ nó luôn luôn nó lôi kéo chúng ta, nó lôi kéo lên xuống mãi không thôi. Nó từ đâu, nó từ đâu mà nó phát sinh ra? Thì từ cái sự ái dục. Cho nên Đức Phật Ngài dạy cho tất cả chúng ta hãy nhìn thấy được cái ái dục mà nó phát khởi lên thì chúng ta nên cố gắng đoạn trừ với tuệ hãy đoạn cái gốc. Đó là nguyên nhân mà Đức Phật đã nói lên cái bài kệ này, thưa quý vị. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Dạ, kính bạch Thầy, thì trong bài kệ Đức Phật nhắc đến là dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn. Như vậy là Đức Phật muốn nói gì ở đây? Dạ, thưa Thầy, mong Thầy cho thêm một vài ví dụ cho chúng con hiểu, thưa Thầy. Trong cái cuộc sống của chúng ta, một là chúng ta yêu cái bản thân của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta đắm đuối trong cái bản thân của chúng ta. Chứ không có ai mà mình yêu hơn cái bản thân của chúng ta cả. Thì đó là cái điều mà Đức Phật cũng đã từng dạy cho như bà Mạc Lợi, vợ của vua Ba Tư Nặc cũng vậy. Thì bà nói rằng là chỉ có mình là yêu bản thân của mình nhất. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc cũng nói rằng là trẫm yêu ái khanh nhất, thì bà nói không, chưa chắc đâu. Bệ hạ sẽ yêu cái bản thân của bệ hạ nhất, không ta yêu nhất. Thì như vậy thì bà mới nói rằng là nếu mà ái khanh có một cái người tình nào đó quen biết, một vị quan viên trong cái đại thần nào, thì ái khanh như thế nào, quên, bệ hạ như thế nào, thì ông ta nói rằng là thì bây giờ phải chém đầu liền, cả hai người phải bị chém.
bởi vì loạn luôn, chuyện này chuyện khác. Thì bà ta mới nói vậy thì bệ hạ nói rằng yêu ái khanh chỗ nào, nếu ái khanh bệ hạ hạ thần có một cái việc lầm lỗi nào đó thì bệ hạ lập tức nghĩa là sa thải hoặc chả là chém ngay. Thì làm sao mà bệ hạ nói rằng là thương ái khanh nhất thì chính bệ hạ thương bệ hạ nhất, bệ hạ chỉ trân quý cái bệ hạ thôi, cái của bệ hạ thôi, chứ không có trân quý ai cả. Cả bây giờ cả hạ thần thì bệ hạ cũng có thể là nói chém như vậy, thì rõ ràng đúng vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới đến hỏi Đức Phật, mới có phải Đức Phật ngài nói đúng rồi, cái điều đó là hiển nhiên. Một con người họ tham ái thì chính không phải là tham ái cái của khác, mà chính cái tham ái cho họ, cái tham ái của họ đó, cho nên nó dẫn dắt, nó lôi cuốn, nó làm chúng ta phải theo cái nghiệp nó chuyển tới chuyển lui để mình sanh tử luân hồi khổ báo vân vân. Và do đó cho nên quý vị, nếu mà quý vị trong cái tích chuyện Đức Phật, khi mà Đức Phật ở tại thành Vương Xá, có một cái gia đình kia họ rất là giàu có nhưng mà rất là tham lam. Cái bữa kia họ muốn ăn thịt gà, cho nên bảo bà vợ giết cái con gà trống rất là tốt, rất là đẹp, và đóng cửa lại để ăn. Thì Đức Phật biết như vậy thì ngài mới thực hiện ngay ở trong nhà của ông ta đó. Ông đóng cửa rồi nhưng mà Đức Phật thấy xuất hiện Đức Phật đó thì ông mới nổi gió lên, ông nói rằng là sa môn mà không biết hổ thẹn, ta đã đóng cửa để chuẩn bị ta ăn mà ông lại vô đây để mà ăn xin. Thì Đức Phật mới trả lời rằng cái xin ăn nó chẳng có cái gì là hổ thẹn hết. Cái người tham lam, cái người bỏng sẻn, cái người mà giết cha để mà ăn thịt đây mới đáng hổ thẹn, cái người mà lấy mẹ để làm vợ đây mới hổ thẹn. Thì cái người đó họ mới nói rằng ông lấy đủ cái bằng cớ gì mà để nói rằng là tôi giết cha để mà ăn thịt, lấy mẹ để làm vợ. Thì Đức Phật ngài nói rằng là do cái sự tham ái quá nhiều, tham luyến quá nhiều từ kiếp trước, cha của ông thương ông cho nên sanh rào cái con gà trống này, và mẹ của ông cũng vậy, thương ông bởi có một mình ông thương ông, đắm đuối thương chiều ông cho nên mới sanh ra một người con gái, sau đó thì làm vợ ông. Và Đức Phật ngài mới chỉ rằng tất cả cái bây giờ tất cả những cái đồ vật tiền bạc của cả cha ông đã cất chỗ này nè, và tất cả những cái đồ mà nữ trang của mẹ ông cất chỗ này nè, rõ ràng như vậy, coi thử có giống không. Nếu ông đem ra mà cái người vợ của ông thấy những cái vật đó giống như là những cái vật quen vậy, tức là bà đã đeo từ trước hay là bà cất từ trước đó, thì ông biết rằng đó là cái người thân của ông, người mẹ của ông ngày trước. Thì ông ta mới moi ra những cái trong cái bức tường ra có những cái vàng bạc của ba của ông để lại, và tất cả những cái nữ trang bà mẹ của ông để lại đó, ông cầm ra thì bà vợ ông thấy như là luyến tiếc, mến tiếc như những cái vật đó của bà từ thuở nào. Thì khi đó cái ông này ông mới hối hận, ông mới biết được rằng là cái nguồn tội lỗi do cái sự ác nhiễm nó quá nhiều, cho nên ông ta mới sám hối tất cả những lỗi lầm, và ông cùng với vợ của ông, tức là mẹ của ông, tu tập. Và sau đó thì ông mới chứng được quả Tư Đà Hoàn. Vì sao chúng ta thấy rằng là do cái sự ái nhiễm nó sẽ lôi cuốn, nó gặp gỡ với nhau. Nó trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi là do cái sự tham đắm và cái sự ái nhiễm. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài dạy chúng ta nên cố gắng, khi nó lé lên một cái chút lửa mà tham ái lên thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta đoạn trừ, chứ không nó làm cho chúng ta đau khổ, thưa quý vị. Dạ, dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ kính bạch thầy, thì trở lại với những người mà tham ái đó thầy, trong thời nay ví dụ như có những bạn trẻ như là 15, 17 tuổi chưa biết gì hết, chỉ vào yêu đương một chút xíu thì có chuyện gì đó thì đi tự tử, hủy hại cuộc đời như vậy, thì giống như là chui vô bọc rồi xịt thuốc để cho mình chết đi, thì như vậy thì thầy có cách nào để giúp cho họ không thưa thầy? Thưa vị, thì như cái bài trước chúng tôi cũng đã trình bày về cái vấn đề này. Vấn đề mà có những cái lớp trẻ bây giờ, bởi vì nó có nhiều cái điều kiện, nhiều cái môi trường, nó làm cho họ nghĩa là có những cái gặp gỡ, thương yêu, đắm đuối, chiều chuộng, rồi mong muốn
Và khi cái tham ái đó không được thì tự hủy hoại cái thân thể của mình. Nó một cái điều mà xã hội hiện nay cũng là một cái vấn đề bức xúc. Nếu mà chúng tôi có những cái điều kiện được thì một là chúng ta nên cố gắng làm thế nào đó vận động những cái học đường để mà hướng dẫn cho có một cái lớp đạo đức về dạy về cái đạo lý trong cái cuộc sống của chúng ta giữa cái tình thương yêu của chúng ta. Còn đối với cha mẹ như vậy thì nó lớn lên thì nó có nhiều những cái thứ đồ chơi nó rất là nhiều, nào là điện thoại, nào là iPad, nào là tất cả các cái thứ đó vân vân, nó tạo cho em đi tìm hết cái chỗ này tới chỗ khác, rồi từ cái sự mơ tưởng đó nó học đòi những người lớn đó, cho nên nó tạo ra những cái điều kiện như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần cái đạo đức nó xâm nhập trong cái đời sống của những thế giới trẻ nhiều hơn. Nếu mà nó sinh hoạt theo lối tuổi trẻ, thí dụ như ngày Chủ nhật nào đó, nó về chùa, nó sinh hoạt trong cái gia đình Phật tử, nó học, nó hành, nó sinh hoạt tất cả những cái trò chơi vân vân, thì nó cũng giảm thiểu bớt đi sau những ngày mệt nhọc của cái học đường. Và có nhiều cái biện pháp nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm với tất cả quý vị. Để cái dịp thì quý vị nào có con em nhỏ thì quý vị nên hướng dẫn con em của mình để nó trở thành những cái người mà không có cái tư tưởng, nghĩa là nó có cái tư tưởng, nghĩa là cái đời sống này không có ý vị gì, không có ý nghĩa gì nếu mà chúng ta mất một cái gì đó. Thì đó là cái điều rất rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục sau. Dạ con xin cảm ơn thầy. Xin quý vị hoan hỷ đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xây tương thân tình trong đạo Phật.